anh đã đưa ra một deal cực kỳ hấp dẫn. Không hề có deal nào tốt hơn. Đầu tư cho em 1 tỷ, lấy 0% cổ phần. Nhưng trên mỗi sản phẩm bán ra anh lấy royalty fee 500.000. Đến hết đời à? Không, không phải cho đến hết đời. Cho đến khi thu hồi vốn và có lợi nhuận 5 tỷ. Từ cái mốc có lợi nhuận 5 tỷ trở đi, mỗi sản phẩm anh lấy 250.000 thôi. Em ơi, thế thật cao hơn anh nhiều. Và cộng thêm một cái value nữa là đối tác chọn đời về vốn. 5 tỷ thì là em cũng 500.000 một sản phẩm, là cũng 10.000 sản phẩm, giống như đề nghị của anh. Nhưng mà anh lại chỉ lấy có 0% cổ phần. Không, nhưng mà sau đó anh lại lấy 250.000 nữa, cho đến hết đời nha, cho đến hết đời. Còn sau đó thì anh không lấy 250.000 nữa. Nhớ cái điều này. Nhưng mà xác định làm rõ nhất là hết đời, nhưng mà đời khác hay là đời startup? Đời của tất nhiên là đến lúc là công ty thôi chứ. Hay là đời công ty, đời doanh nghiệp bây giờ? Đời doanh nghiệp. Vâng, ok, hết đời doanh nghiệp. Em biết rằng anh là người có thể nghĩ ra rất nhiều thứ sản phẩm và mô hình kinh doanh. Em đồng ý cái anh quẹt thẻ đặt cọc luôn 10%. Em nhớ là anh mới là chân ái. Long mạch của em ấy là chuyển đổi số và thương mại điện tử. Em chỉ đi với anh thì em mới đột biến được thôi. Chào các sắc, tôi xin mời các sắc đến một trải nghiệm chưa từng có trong 3 mùa sắc tăng vừa qua. Xin mời các sắc hãy đi theo tôi. Đi à? Sắc ơi, này. Mình đi đâu thế? Wow. Dạ. Em xin hỏi các sắc có biết trong đây là gì không ạ? Trong này là con cá mập ạ. Dạ, trong đây là một chiếc xe Kia Morning. Em mang đến hôm nay cho các sắc là Covo, một túi bạc chống nước hiệu quả dành cho xe ô tô. Mở nước. Rồi, dâng lên rồi này. Xe nổi luôn. Cũng là sức mạnh của nước nha. Mình cầm nó, mình kéo nó được cái xe rất đơn giản nhé. Dạ vâng. Nặng hơn thì nó có nổi không? Dạ, tụi em đã ngâm thử một chiếc Mitsubishi Triton, là một dòng xe bán tải nặng lên tới 1.800 kg. Trên nước là nó sẽ nổi hết. Dạ, hay quá. Cái thiết kế của túi bạc, nước nổi đến đâu thì chiếc xe vẫn sẽ nổi đến đó, như là một cái phao vậy ạ. Sẽ không bao giờ chìm quá một nửa chiếc xe. Trong trường hợp lũ lụt mưa lớn thì sản phẩm này vẫn sẽ bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Mở ra vẫn nổi à? Mở ra vẫn nổi. Vì tụi em có một thiết kế đặc biệt là dây kéo sẽ không bao giờ bị ngập xuống dưới mặt nước. Đây là bên trong xe. Mà em vẫn mở cửa bình thường. Đúng lại là bản chất nó đã thành một cái, nó là một cái xuồng. Chính xác. Bản thân khi nó bọc lại thì bản thân cái chassis và cái khung xe nó thành một cái xuồng rồi. Nó thành một cái xuồng, nó nổi. Tại vì không không khí lọt vào xe thì trong xe đã có đủ không khí để nổi. Tại Việt Nam, xe ô tô là một tài sản có giá trị lớn của mỗi gia đình. Sản phẩm Covo, túi bạc chống ngập hiệu quả dành cho xe ô tô, bảo vệ xe ô tô trước những thiệt hại nặng nề từ một trận lũ lụt. Trong tương lai, chúng tôi muốn mang sản phẩm này ra thị trường quốc tế, đặc biệt là các nước chịu ảnh hưởng lớn bởi lũ lụt. Tôi tên là Hà Phước Thành, là người sáng lập ra công ty Hoa Lộc Thành. Tôi đến đây để kêu gọi số vốn 1 tỷ cho 10% cổ phần của công ty. Giá bán size nhỏ nhất là 4.2 triệu, size chung dành cho Mercedes, BMW là 4.5 triệu cho đến 5.3 triệu. Nó buộc phải fit vào, tức là phải vừa với kích thước cái xe à? Lớn dạ hơn không được à? Tụi em đã thu thập thông tin hơn 200 dòng xe khác nhau. Trong 3 loại bạc đó sẽ bảo đảm fit tất cả các loại xe và các sắc đưa ra. Hiện em đã bán sản phẩm ra thị trường chưa? Tụi em vừa hoàn thành sản phẩm vào tháng 11 vừa qua. Tụi em bán được khoảng 9 sản phẩm. Có 9 sản phẩm thôi á? Tháng 11 vừa qua thì hiện tụi em đã bán sản phẩm ra thị trường. Nhưng mà rất tiếc là nó vào cuối mùa lũ. Đến lúc đấy tụi em đã ngừng quảng cáo lại và tập trung để phát triển thêm cho sản phẩm tối ưu hóa hơn. Nhìn trên thực tế tôi thấy là giải pháp khá là sáng tạo. Nguyên lý thì rất là ổn. Bạn lợi dụng ngay cái khung chassis và cái bánh của xe thì để tạo giống một cái xuồng. Em có quốc tịch Mỹ, em có những người bạn có những chiếc siêu xe, lũ đang kéo đến và họ không có cái gì để mà bảo vệ chiếc siêu xe đó của họ cả. Em thích sắc nào nhất? Dạ, em thích sắc hưng nhất ạ. À. Như em đã đăng ký bản quyền cái này chưa? Dạ, em đã đăng ký rồi, vào đầu năm 2022 thì sẽ có kết quả. Mình gia công bên ngoài hay là mình có nhà xưởng rồi? Mình sẽ kết hợp với một công ty gia công cố định. Em cẩn thận công ty gia công đấy, nó gia công luôn cho mười mấy thương hiệu khác đấy. Em mong là cái copyright của em sẽ làm được điều gì đó. Không mong được, em buộc phải có cách nào đấy để phòng chống. Phải có ràng buộc. Trong năm nay bọn em hy vọng là sẽ bán được 1.000 sản phẩm. Lãi gộp là bao nhiêu phần trăm? Là 1/3 giá trị của sản phẩm. 30%, tức là 1.000 sản phẩm là khoảng 4 tỷ đúng không? 1/3 được khoảng 1.5 tỷ. Dạ vâng. Cái hàng unique này mà em lãi thế là hơi ít. Đó là lý do tại sao tụi em muốn mang sản phẩm ra nước ngoài nữa. Em có nghĩ đến chuyện cho thuê không? Thay vì mua thì anh chỉ thuê mấy hôm thôi. Một ý tưởng là hay, sẽ nghĩ đến đó. Bây giờ trong tất cả các sắc ở đây thì em hy vọng sắc nào sẽ đầu tư vào đây cho em và để em đi thật nhanh. Thì suy nghĩ đến sắc Liên, vì sắc Liên đã có một công ty bảo hiểm. Có thể sản phẩm em sẽ kết hợp với công ty bảo hiểm.
Ok, thích thích Sắc Hưng nhưng mà lại về với Sắc Liên. Ok, fine. Bây giờ thế này, để chị chốt luôn. Đây là một thị trường vô cùng lớn. Bạn phải suy nghĩ không phải chỉ có giải pháp cho ô tô mà xe máy. Tôi đưa ra một cái offer 1 tỷ cho 45%. Ngay lập tức bạn sẽ có 1.000 khách hàng mua sản phẩm trong năm 2021 là bạn đã hoàn thành kế hoạch rồi. Nhưng mà sản phẩm hay thế mà lại đòi 1 tỷ 45 cổ phần thì ấy quá. À, thế thì anh trả 1 tỷ, anh chỉ lấy 20% cổ phần thôi. Sắc Phú offer chính thức đi. Cái offer là 1 tỷ lấy 20% cổ phần. Mình thì mình đánh giá rất cao cái ý tưởng của Thanh. Nhưng mà cái của Thanh ấy là phải phát triển nhanh, rất là phục bạn đấy. Nghĩ ra những thứ mà bản thân các Sắc đây cũng không phải nhiều người nghĩ được thế đâu. Khả năng 50 năm sau bạn có thể là ngồi ở một ghế Sắc ở đây đấy. Vấn đề có đầu tư không? Là vì là mình không có cái thế mạnh mà có thể giúp được bạn, tôi quyết định là không đầu tư. Sắc về chỉ công kích thôi. Nhưng mà phải bản lĩnh nhé, nhớ này, duy nhất có Sắc ngồi đây á là có công ty bảo hiểm liên quan đến mọi rủi ro của thủy kích xe ô tô. Mọi rủi ro chứ không riêng thủy kích. Thôi anh đưa cho em một cái offer. Anh đồng ý với cái tỷ lệ em đề nghị 1 tỷ cho 10%. Có thể là cà thẻ đặt cọc luôn được, không vấn đề gì. Cộng thêm royalty mỗi một sản phẩm em bán 500.000 đồng cho 10.000 sản phẩm đầu tiên. Còn bán cho đối tác nào thì để anh lo. 10.000 sản phẩm đấy. Mà 10.000 thì chỉ có đây nhá. Sắc gió đông thế nào? Gió đông hôm nay có thổi không hay là gió Lào thổi? Sắc về công nghệ thì nó không liên quan đâu. Có liên quan nhiều lắm. Công nghệ nó mới là long mạch của em. Cái sản phẩm này của em ấy cần phải bán hàng rất nhanh. Mà không chỉ Việt Nam mà bán anh em xa mua láng giềng gần. Cái khu vực Đông Nam Á này là cái khu ngược gặp nhiều bão lũ và thiên tai ngập nước nhất ở trên thế giới, các em biết. Chỉ có cách bán hàng bằng thương mại điện tử thì mới là cái long mạch và cái gió đông của em. Và các cái kênh bán hàng thương mại điện tử. Cái này là 18 cân một cái bạt này vận thương mại điện tử sang Indo cũng phải chết. Không, thoải mái. Mà muốn bán hàng được thương mại điện tử thì phải có mạng lưới thương mại điện tử. Mà phải có người có nghề làm thương mại điện tử. Ở đây anh là người có nghề nhất. Em phải hiểu rằng là nền tảng e-commerce của Sắc Bình là có 18.000 khách hàng. Đấy à. Mà không phải là 18.000 khách hàng đấy có phải là ai có cổ phần đâu. Mơ thôi. Em thấy là anh rất đồng điệu với em không? Nhìn phát bảo ngay lần này bán bảo hiểm cứ vui ngay. Bởi vì công ty bảo hiểm không còn phải lo đền bù cho khách hàng nhiều nữa. Mà rồi, okay. Bảo hiểm truy kích vẫn bán. Bao nhiêu? Tóm lại là Sắc Bình đề nghị bao nhiêu? Với các lý do đó anh đã đưa ra một deal cực kỳ hấp dẫn. Không thể có deal nào tốt hơn. Đầu tư cho em 1 tỷ lấy 0% cổ phần. Nhưng trên mỗi sản phẩm bán ra anh lấy royalty fee 500.000. Đến hết đời à? Không, không phải cho đến hết đời. Cho đến khi thu hồi vốn và có lợi nhuận 5 tỷ. Từ cái mốc có lợi nhuận 5 tỷ trở đi, mỗi sản phẩm anh lấy 250 thôi. Em ơi, thế thật cao hơn anh nhiều. Và cộng thêm một cái value nữa là đối tác chọn đời về vốn. 5 tỷ thì là em cũng 500.000 một sản phẩm là cũng 10.000 sản phẩm, giống như đề nghị của anh. Nhưng mà anh lại chỉ lấy có 0% cổ phần. Không, nhưng mà sau đó anh lấy 250 nữa cho đến hết đời nhá, yeah, cho đến hết đời. Còn sau đó thì anh không lấy 250 nữa. Nhớ không một điều này. Nhưng mà Sắc Bình làm rõ như là hết đời nhưng mà đời Sắc hay là đời startup? Đời của tất nhiên là đến lúc là công ty thôi chứ. Hay là đời công ty, đời doanh nghiệp bây giờ? Đời doanh nghiệp. Vâng, ok. Hết đời doanh nghiệp. Em biết rằng anh là người có thể nghĩ ra rất nhiều thứ sản phẩm và mô hình kinh doanh. Em đồng ý cái anh quẹt thẻ đặt cọc luôn 10%. Em nhớ là anh mới là chân ái. Long mạch của em ấy là chuyển đổi số và thương mại điện tử. Em chỉ đi với anh thì em mới đột biến được thôi. Thanh ơi, khổ lắm, đi, em ra ngoài đi. Dạ vâng, vâng, cảm ơn. 2 phút cho em, 2 phút, ra ngoài đi. Quan trọng, người đi với mình đường dài là phải chọn đúng. Em xin chốt. Sắc hơn à? Ok. Thế em có tiếc Sắc Liên không? Thì anh để anh mời Sắc Liên tham gia cùng. Dạ, em cũng rất là thích các công ty bảo hiểm. Em có muốn là anh với Sắc Liên bắt tay nhau không? Dạ, nếu mà được thì rất là tốt đối với em. Vậy chốt lại là cái deal là deal của anh. Nhưng mà anh sẽ mời Sắc Liên tham gia cùng. Em xin kè với. Không có chị là các em không thành công đâu. Không có chơi với Sắc kè. Dạ, cảm ơn Sắc Liên. Cái gì nhỉ bà Hoàng? Yeah. Dạ. Ok, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn Sắc Liên. Cảm ơn Sắc Liên rất là nhiều. Rất là thích em đấy. Dạ vâng ạ. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam trải qua 6 mùa phát sóng đã kết nối và tạo thời cơ cho hàng trăm doanh nhân trẻ khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh. Hành trình 6 mùa của Shark Tank Việt Nam đã ghi nhận 291 nhà khởi nghiệp lên sóng gọi vốn, 174 thương vụ nhận được đề nghị đầu tư từ các cá mập trên sóng truyền hình, hơn 60 doanh nghiệp được rót vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư trong và ngoài bể. Chúng ta muốn trở thành một cá mập, do vậy nên chúng ta phải đi cùng với cá mập. Em đang sẵn sàng chuẩn bị để hùng lên ạ. Shark Tank Việt Nam mùa 7 tiếp tục đồng hành cùng khát vọng khởi nghiệp của các startup Việt. Niềm tự hào của Việt Nam luôn ở đó.
và mọi sự hỗ trợ luôn ở đó để giúp cho doanh nghiệp của bạn đi xa. Với tinh thần của startup là dám thử và dám làm thì hãy coi rằng đây là cơ hội để chúng ta trình bày về ý tưởng, về sản phẩm của mình tới hàng triệu người xem, chứ không chỉ dành riêng cho các startup. Để Cá Mập sẵn sàng chào đón những nhà khởi nghiệp can đảm và bản lĩnh, những nhà kinh doanh thành công nhất cũng đã sẵn sàng đầu tư vào những ý tưởng tốt nhất. Ngay từ bây giờ, hãy sẵn sàng cho những thương vụ bạc tỷ. Shark Tank Việt Nam mùa 7 phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2024.